왜 때려? 이상아. Gương này là của Trung mua tặng cho Ly. Ông không biết cái dòng chữ này là gì ta? Oppa ga. Oppa ga hang sang bu koi soi. Có nghĩa là anh sẽ luôn nhìn em. Luôn dõi theo em. Nghe hơi creepy ha. Lý khẳng răng mồ vò. Lý có phải luôn mà nhạc mồ vò. Phải tắt, phải tắt. Nhưng mà này. Lý có cả lý coi á. Có bác hạt chi mồ vò. Mồ vò. Nhập cờ được không? Nhập ta. Mệt cơ. Ya, 베이지마. 남도. 장난해? 아, 이게 애기야? 이게 짱구야? 야, 짱구 베트남 이름 뭐야? 신짱구. 똑같아. 짱구 누군지 알아? 요가. 나 캐러 싫어. 비타민 A. 그냥 막내 먹었겠지. 안 돼. 너 그러면 스트롱 더 베트남 먹을래? 슈즈원. 너무 많아, 아니야? 안 많아. 아따, 우리 공부. 나와. 우리는 이거 먹어, 오빠 이거 먹어. 누가 그렇게 먹으래. 우리 여기 따로 먹구나. 야. 아, em giới thiệu với mọi người. Đây là kho tàng má hồng của chị. của chú đi con. Đây là điện thoại. Đây là chương trình. Xong. Mở cửa ra là nó chui tọt lên đây. Mà kêu nó về. Mm. 안녕하세요. 오늘은 네가 일을 갈 거예요. 야, 너 어디 가? 가지 마. Đây là cái nhà để xe. Nên mình sẽ lấy xe đi làm. Bình thường mình lười thì đi Grab thôi. Nhưng mà
để tiết kiệm tiền để mua đồ ăn cho mình. Oppa, 안녕. 어디 가? 야. 아빠 안녕. 빨리 와. 네 갈게. 가 가. 안녕. A few moments later. 안녕하세요 여러분. 감사합니다. 신감은 화장실. 야, 베싱. 야, 베싱. 잘했어요. Hello, bây giờ mình đã ở tổng cà phê. Mình mua trà phê cho khách. Mua 20 mấy ly. Khách hàng thân thiết. Nhân viên cộng là vô cùng dễ thương. Đó thì công việc hàng ngày của mình tại quanh đi quẩn lại như vậy, mua đồ uống cho khách rồi đặt dịch vụ cho khách. Hồi nãy là đi tích lôi là mình đặt cho khách, rồi ăn cơm thì mình cũng lo chiều về đó. Mình đi làm cho nên là mình không có thời gian quay được nhiều, cho nên là các bạn thông cảm nha. Điểm tiếp theo mà mình dẫn tới khách tới đó là khu dừa này. Nếu mà mọi người có dịp mà đi tham quan Hội An thì nhớ ghé rừng dừa nha. Nhớ ghé rừng dừa anh Tân nè. Xin chào. Khách của mình sẽ ở đây tầm khoảng 40 phút, xong là sẽ vào trong phố cổ, tham quan phố cổ về đêm. Bây giờ chắc Ly sẽ đi mua hai đôi dép chiếu, một đôi cho Ly và một đôi cho Trương. Mình thích, rất là thích dép chiếu ở đây mà giá cũng ok nữa. Một đôi tầm đâu 40-45 ngàn thôi. Thế là người bản địa thì biết cái đôi là giá như vậy. Còn ví dụ mà các bạn này du lịch thì hay, họ hay bán như kiểu 80-90 cũng có. Cho nên là rút kinh nghiệm, ví dụ nếu mà đi du lịch là phải trả giá nhiều hơn nha. Cái quà dép chiếu mà mình hay mua, mình thích nhất là đôi này, đôi mà có hoa hồng dễ mang. Sau một hồi lựa thì mình cũng đã mua được dép cho chùa, hy vọng là vừa. Mọi người mà có tới Hội An thì nhớ ghé về chỗ này để mua dép chiếu nha. Chỗ này là ở số 1 Nguyễn Hoàng, Hội An. Oppa, đi quá xa. 뭐야? 네, 오빠 선물 사줬어. 이거 봐봐. 딱인데? 이거 너 모스 빅이지? 너 더 빅도 있어. 아 진짜? 작아야? 진짜? 많아? 하지만 쓸 수도 있어. 아, 아니야 알았어. 다음에는 아이를 더 챙겨. 야 이거 얼마야? 이거 5만 더. 아 진짜? 500원? 이거 우리 너 이 화업 하면 바닥도 차가워. 알았어. 아빠 오늘 어땠어? 너무 좋았어. 안 잤어 아니야? 아 오늘 좀 피곤하네. 관심 없어. 관심 있어 봐봐.
이거 봐. 고개 봐봐, 고개. 야, 이게 간식 언니? 이게? 간식 엄청 많지? 이거 봐. 다 믿어서 키가 인터랙팅. 그럼 뭐 하는 거야? 아유, 똥 치우는 남자야. 이도 똥 싼데. 냄새가 어때? 아, 진짜 짜증나.